Nội dung phim Cẩm Tú An Ninh, phim xoay quanh nhân vật La Ni Ninh, Nhậm Mẫn thủ vai, vốn là một tiểu thư của gia đình bình thường, là con của vợ cả nên nàng được gả cho thứ tử của Ninh Viễn Hầu, Lục Gia Học. Chồng nàng tuy chỉ là dòng con thứ, lại yếu đuối, nhu nhược nhưng có xuất thân trăm anh thế tiệt, thế nên kể ra nàng cũng không thua kém ai. Nhưng Ninh Nhi lại không ngờ rằng phu quân Lục Gia Học là một kẻ thủ đoạn. Đầu tiên hắn hại chết huynh trưởng để giành lấy chức vụ Ninh Viễn Hầu, sau đó còn ra tay thủ ác với nàng, loại trừ luôn phu nhân của mình vì sợ cản đường công danh sự nghiệp. May thay La Nghi Ninh không chết mà được La Thận Viễn do Trương Văn Ý Vũ vai chính. Khi tỉnh dậy, La Nghi Ninh phát hiện bản thân đã ở trong phủ bảo định của La Gia, sống trong một thân phận mới là thất tiểu thư được yêu thương nhất, mà tam ca của nàng hiện giờ chính là La Thận Viễn. La Thận Viễn xuất thân là con của vợ lẽ, lúc nhỏ cũng chịu không ít khổ sở, tính tình trầm tính ít nói, nhưng khi trưởng thành thì tài năng tuyệt diễm hơn người. Không ai ngờ rằng, một kẻ như chàng sau này lại trở thành một thừa tướng. Hai người cứ thế ở chung nhà với nhau, La Thận Viễn yên phận dưới sự sắp xếp của tổ mẫu, trở thành một ca ca tốt, chăm sóc chu đáo cho La Ni Ninh mọi thứ. Khi trưởng thành hơn, nàng muốn ra riêng tự lập kinh doanh cũng được sự hỗ trợ từ La Thận Viễn. Dưới thân phận là muội muội nhưng Ni Ninh lại có tình cảm khác với La Thận Viễn. Liệu hai người họ sẽ làm sao để đến được với nhau khi La Ni Ninh đã mang thân phận muội muội của La Thận Viễn? Hãy cùng đón xem phim để biết kết cục nhé. Thank you.
Yeah.